Thưa quý vị, thảo luận tại tổ về dự án luật nhà giáo sáng nay, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo luật nhà giáo sẽ giải quyết khó khăn của ngành giáo dục, từ đó đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chính xác và kịp thời hơn. Hầu hết các ý kiến tán thành sự cần thiết xây dựng luật nhà giáo và tập trung thảo luận cho ý kiến về chính sách của nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, chính sách hỗ trợ thu hút nhà giáo. Đại biểu Nguyễn Thanh Phương đồng tình và ủng hộ dự thảo luật đề xuất cơ chế tuyển dụng riêng dành cho ngành giáo dục để có thể tuyển đúng người và có đội ngũ nhà giáo đủ mạnh. Hiện nay ở các cái trường ở trên thế giới đó quý vị, là người ta đi tìm người tài chứ không phải là người ta thông báo để người tài tìm tới người ta. Mình hơi bị ngược là thông báo tuyển dụng thì ai thấy thì vô, nhưng mà của người ta tìm đi người tài, người ta kéo về. Thì tôi nghĩ là phải mở cái cửa rất là lớn để cho cái quyền tuyển đó là nó mạnh lên. À, và theo cái hướng đó là mình đi tìm người tài về cho đơn vị mình, chứ không phải là mở cửa để cho người ta đi vào. Thì tôi nghĩ cái này cũng là một cái mà theo tôi thì rất là quan trọng. Cho nên là cái tuyển dụng thì tôi thống nhất với cái đề xuất là phải mở cho cái ngành giáo dục tham gia mới được, chứ để cho ngành nội vụ thì nó không trọn vẹn cái việc tuyển dụng được người tốt để làm nghề giáo. Lần đầu tiên, các quyền và nghĩa vụ của nhà giáo được quy định rõ ràng, đầy đủ, có hệ thống. Ngành giáo dục có vai trò và được chủ động hơn trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo. Chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên. Trong đó, lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo dùng theo quy định của pháp luật. Tôi cho rằng quy định này là hợp lý và tạo điều kiện cho các nhà giáo trẻ mới được tuyển dụng vào ngành đảm bảo được cái mức lương phù hợp khi mới vào nghề, ổn định cuộc sống và nâng cao được cái chất lượng giáo dục. Thì tuy nhiên, trong thực tế thì cũng có một cái tình huống thực tế, đó là cái đội ngũ nhà giáo mà khi mà được đề xuất, tức là đội ngũ nhà giáo mới vào nghề mà được đề xuất tăng lương chỉ một bậc như này thì cũng sẽ dẫn đến là cái tâm tư của những nhà giáo đã công tác lâu năm ở trong ngành. Vì vậy mà theo tôi là có thể là tính toán hoặc là khảo sát để đánh giá ngân sách nhà nước, nếu có thể thì có phương án tăng đồng đều về mức lương cho nhà giáo. Dự thảo luật nhà giáo gồm 9 chương 50 điều. So với quy định hiện hành tại các luật liên quan, luật nhà giáo có nhiều điểm mới, trong đó có một số điểm nổi bật, như luật nhà giáo được xây dựng với quan điểm chuyển từ quản lý chủ yếu bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng chuyên môn và các công cụ quản lý chất lượng, từ quản lý nhân sự sang quản trị nguồn nhân lực, nhằm phát triển toàn diện lực lượng nhà giáo để phù hợp với sự đổi mới sâu sắc và toàn diện trong nền giáo dục.